Tôi còn thấy là cái cơ thể chúng ta nó đúng là một cỗ máy tinh vi, cỗ máy đặc biệt. Cho nên chúng ta cũng phải bảo trọng nó. Phật dạy là phải biết bảo trọng thân thể để có sức khỏe mới làm việc được, mà có sức khỏe mới tu được. Ai mà xem thường sức khỏe thì cũng không tốt. Các thầy đi tu mà thân thể bệnh tật ấy, không tu được các con ạ. Đau quá muốn ngồi thiền không ngồi được. Muốn đi kinh hành mệt quá không đi được. Là không được. Cho nên là tuổi trẻ phải rèn luyện cho có sức khỏe nhá. Các con, tất cả con đều phải tinh thần trẻ là phải rèn luyện, thể chất phải khỏe. Đó. Khi mà mình rèn sức khỏe từ trẻ thì sau này nó có dư sức đến lúc già. Trẻ mà không tích lũy cái sức khỏe thì đến già là sẽ không thể chịu nổi. Đó. Bây giờ thanh niên bây giờ thì thường hay lúc trẻ là phung phí sức khỏe và chơi thâu đêm suốt sáng và không có quan tâm đến sức khỏe của mình. Đến lúc thì các con độ 40 tuổi là con bắt đầu thấy suy sụp, lúc ấy nó bắt đầu lão hóa hết rồi, rất nguy hiểm. Đấy, cho nên là tuổi trẻ phải lành mạnh, phải khỏe khoắn. Trong chương trình hôm trước mà Sư Phụ quy y cho các con, quy Phật rồi đấy, để con Phật là phải lành mạnh, phải khỏe khoắn, nghe không? Thì mới được, chứ con Phật mà suốt ngày rều rẹo ra, phải không? Rất là yếu ớt thì nó thế nào á? Không phải, con Phật là phải lành mạnh, phải khỏe khoắn nhé. Hôm nay thì thầy trò chúng ta lại tiếp tục hành trình về khám phá vườn tâm. Khám phá vườn tâm, tức là thầy trò chúng ta đã bước vào vườn tâm rồi, vào cổng, vào vườn rồi, mà bắt đầu đi từng các cái ngóc ngách của nó để khám phá xem cái vườn tâm của chúng ta thế nào. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy: tâm như họa sĩ khéo vẽ thế giới muôn màu, cảnh ngũ ấm thế gian không pháp nào không tạo. Tâm tạo tất cả thế gian này, các con ạ. Đó. Thế chúng ta phải đi vào cái vườn tâm này để xem nó ra làm sao, để hiểu chính cái vườn tâm của mình này này. Biết được tâm của mình thì mình dễ biết được tâm của người. Làm sao chư Phật Bồ Tát lại có tha tâm thông hả các con? Tha tâm thông tức là biết được tâm ý của tất cả mọi người. Ai nghĩ gì là các ngài biết hết. Không phải của một người mà của tất cả muôn loài, muôn người luôn. Đấy. Con kiến nó nghĩ cái gì? Hai con kiến nó đi, nó gặp nhau, mà nó đấu cái dâu vào nhau. Nếu mà có Phật thì ngồi đấy, Phật biết hai con này đang nói chuyện gì. Chúng ta thì chịu, chúng ta không biết là nó chào nhau hay nó hỏi han nhau sức khỏe có khỏe không hay gì, không biết. Nhưng Phật ở đấy biết là hai con này nó đang thông tin cho nhau là chỗ kia có cái mồi đấy, cậu đến đấy đi, tớ vừa ở đấy về đấy, nghe không? Con kiến nó nói chuyện với nhau bằng cái dâu đấy đấy các con ạ. Nó phát tín hiệu từ cái dâu đấy. Như ở chùa mình, thầy thỉnh phần tâm linh ra thấy biết là con kiến nói chuyện với nhau bằng cái dâu. Nó không nói chuyện bằng ngôn ngữ, bằng lời như chúng ta đâu. Đó, mỗi một loài nó đều có ngôn ngữ riêng các con ạ. Mỗi loài có ngôn ngữ riêng và nó cũng hiểu được nhau. Vì thế các con thấy con chim trên trời nó bay thành đàn nó rất là đẹp, hàng hàng lớp lớp, rất là rõ ràng. Đấy, các con nhìn đàn chim bay trên trời bao giờ nó cũng thành hình chữ V như này. Con đầu đàn đi trước, cái mỏ của nó là nó rẽ không khí. Rồi để cho không khí bắt đầu nó theo cái chiền này nó đi. Đấy. Cho nên tất cả các cái máy bay của mình nó thiết kế cũng theo cái hướng gọi là khí động học như thế. Cái con chim ai dạy nó mà nó biết, tự nó biết như thế. Con ong, các con có thấy con ong nó có tiếng nói chuyện với nhau đâu. Thế mà con nào vào việc con đấy. Nghe không? Ong thợ làm gì? Vào. Ong chúa làm gì? Vào. Con ong bảo vệ làm gì? Tất cả phân công công việc hàng vạn con ong tăm tắp luôn. Các con thấy không? Nhiệm vụ con nào phải hoàn thành rất là khiếp. Tổ chức của loài ong là khủng khiếp đấy. Mà con người mình phải học nó. Các con thấy một đàn ong không? Nó hàng vạn con. Nhiều như vậy, thế mà đâu vào đấy việc nào, không con nào dẫm đạp được con nào, chồng chéo công việc. Con nào đi kiếm mật là đi kiếm mật, con nào ở nhà xây tổ là xây tổ. Vâng, ông chúa thì nằm đấy đẻ trứng, đâu ra đấy. Con nào chăm sóc ông chúa, con nào là ông bảo vệ, đâu vào đó. Hay lắm, xem cái tổ chức là ông thì con thấy. Như vậy, muôn loài nó đều có cái ngôn ngữ của nó, có cái thông tin để nó sống, để nó sống, nó tồn tại với nhau. Cho nên chúng ta mới thấy đấy là tâm đấy các con ạ.
tâm nó biểu hiện ra rất nhiều mặt, nhiều vấn đề. Chúng ta khám phá được tâm của chúng ta, chư Phật Bồ Tát các ngài biết rõ tâm của mình thì các ngài biết được tâm của người. Cho nên tâm của chúng ta với tâm của người nó cũng giống nhau vậy thôi. Nghe không? Biết rõ tâm mình thì sẽ biết được tâm của người. Cho nên chư Phật Bồ Tát mới có gọi là tha tâm thông đó con ạ. Tha tâm thông tức là biết được tâm của người khác. Chúng ta mà đi đánh giặc mà biết được tâm người khác thì ta đánh rất là dễ thắng, biết họ nghĩ gì. Hay là mấy anh công an mà lấy cung chả cần phải đánh đập tra tấn gì, vào hỏi cái là biết ngay rồi, không thể giấu được. Nghe không? Cho nên mới gọi là giấu người mà giấu được trời nào. Nghe không? Dưới trần vua táo soi vào con tim. Mình có thể dối nhau, nhưng dối ông trời, trời là tượng trưng cho các vị thánh thần, không thể dối được các ngài. Các ngài soi vào tâm can mình, biết mình nghĩ gì, tâm địa mình ra làm sao, các ngài biết hết con ạ. Đó, thế nên các con biết đó, hành trình của thầy trò chúng ta về khám phá vườn tâm là một hành trình rất là công phu và nó rất là phong phú. Cái tâm của chúng ta nó thật là mênh mông, không có bờ. Chúng ta càng đi càng thấy nó nhiều cái hay, càng thấy nhiều cái lạ. Đấy, như sư phụ đi đến nay mấy chục năm trời rồi mà cũng đã biết được bao nhiêu về tâm đâu. Chưa biết được bao nhiêu, chỉ là một chút thôi các con ạ. Bao giờ thành Phật mới thật là biết hết, rõ ràng về tâm. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ đến với một bài kinh. Bài kinh này cũng nói để chúng ta thấy được cái tâm của chúng ta nó ảnh hưởng đến con người chúng ta như thế nào. Bài kinh này có tựa đề là vừa là mẹ, vừa là cha. Vừa là mẹ lại vừa là cha. Như sư phụ ở chùa thì các sư cũng gọi sư phụ vừa là mẹ, vừa là cha. Wow. Mẹ nghĩa là sư phụ sinh ra các sư ở trong đạo, thế phát xuất ra cho các sư, các đệ tử. Đấy là mẹ đấy, là đang cho các sư được sinh vào trong đạo, sinh ra ở trong chùa, ở trong đạo. Đấy là cái nghĩa là mẹ. Cha là sư, sư phụ phải dạy dỗ cho các sư, rèn rũa, dạy dỗ, rồi nuôi dưỡng cha mẹ, cha sinh mẹ dưỡng, đó, tất cả. Cho nên sư phụ thì cũng được gọi vừa là cha vừa là mẹ của tăng ni ở trong chùa. Thế nhưng mà cái bài kinh này nói vừa là mẹ vừa là cha. Bắt âm thanh chỉnh lại cho thầy cái mic ấy. Nó rú đó. Vừa là mẹ vừa là cha là chuyện có thật đấy các con ạ. Người trên đời có lúc thì làm mẹ, có lúc lại làm cha. Rất lạ kỳ. Đây là câu chuyện có thật để các con xem. Câu chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật Thích Ca còn sống, còn tại thế. Sư phụ mời tất cả đại chúng cùng vào nghe câu chuyện này để chúng ta cùng phân tích. Đức Thế Tôn dạy câu trên khi Ngài ngụ tại kỳ viên trong thành Xá Vệ. Đức Thế Tôn tức là Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca gọi là Thế Tôn. Ngài nói cái câu chuyện vừa là mẹ vừa là cha này khi Ngài ở trong cái kỳ viên tịnh xá ở trong thành Xá Vệ. Ở Ấn Độ bây giờ vẫn còn cái di tích của cái kỳ viên tịnh xá. Cái kỳ viên tịnh xá này á, nó là câu chuyện là cái ông cấp cô độc là cái ông Đức Ông này ở chùa mình đây nè. Đấy, ông giàu lắm. Ông xuất tiền vàng ra. Ông mua hẳn một cánh rừng, nó giống như là cái vườn thượng uyển của ông thái tử, con vua tên là Thái tử Kỳ Đà. Ông mua cái vườn rừng này để ông xây tinh xá cúng cho Phật. Ông Thái tử Kỳ Đà ông mới thách cái ông cấp cô độc này. Sở dĩ ông này được gọi là cấp cô độc là vì ông thường chu cấp cho những người cô độc, nghèo khổ, đói khát. Mỗi ngày ông nấu hàng nghìn suất ăn từ thiện cho, ngày nào cũng thế, hàng nghìn suất ăn cho những người nghèo khổ. Cho nên ông được mọi người cho ông cái danh hiệu là cấp cô độc. Tí nữa nghe Pháp xong các con sẽ ra xem hình ảnh của ông cấp cô độc. Mình vẫn gọi là ông Đức Ông, mặt đỏ, râu dài đấy, nghe không? Thế dân mình thì cứ thấy ông Đức Ông mặt đỏ, râu dài lại tưởng là ông hay uống rượu, cho nên toàn mang rượu với thịt cúng cho ông thôi. Hôm nay nhân đây sư phụ giải thích để sau này các con không mắc vào cái mê tín nhé.
ông này, cái mặt đỏ của ông ấy là tượng trưng cho cái gì? Cái quyết liệt bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ chùa chiền tăng chúng. Cho nên là ông hiện ra cái mặt đỏ. Nhá. Thế thì dân mình cứ nghĩ là ông hay uống rượu, trên mặt ông đỏ, toàn mang rượu thịt. Thế nhưng không phải. Đã là đệ tử Phật là không uống rượu. Các con hiểu chưa? Ông là đệ tử của Phật mà, là đệ tử tại gia. Như ông này, ông giàu hơn cả vua, rất nhiều vàng bạc châu báu. Thế thì ông quý Phật lắm, ông muốn mua một cái mảnh vườn, cái rừng thật là lớn để ông cúng cho Phật. Thì cái ông Thái tử Kỳ Đà là ông bảo là, ông mới đố này, ông á, có đủ vàng, ông dát kín cái mảnh rừng này thì tôi mới bán cho ông. Đất của tôi đây là đất vàng, giá trị lắm. Thế thì ông cấp câu đỏ của ông bảo là, Ngài là Thái tử, Ngài phải nói lời, giữ lời nhé. Tôi sẽ mang vàng nên tôi dát kín. Tôi sẽ mang vàng, tôi dát kín cái vườn rừng này của ông. Ông phải bán cho tôi, ông không được chuội. Thế là ông Thái tử Kỳ Đà mới bảo, ông mang vàng nên ông dát đi. Ông Thái tử Kỳ Đà nghĩ là ông này làm gì có đủ tiền mà dát kín bằng cái rừng này. Thế thì đâu có ngờ là ngay hôm sau là ông cấp cô độc, ông cho xe chở đến vàng. Cái đồng tiền vàng nó cỡ như này, nó chắc một đồng tiền vàng nó phải bằng mấy cây vàng của mình. Thế mà ông cứ cho xe bò kéo đến cùn cùn, kìn kìn. Và ông dát kín, xếp kín luôn. Đến lúc nó chỉ còn một khoanh nữa thôi. Một khoanh nữa chắc bằng cái thảm này của chùa mình đấy. Thì ông mới đứng, ông gãi tai. Thì ông Thái tử Kỳ Đà bảo, thế nào, hết vàng rồi phải không? Thế thì ông cấp cô đồng mà không, tôi đang nghĩ lấy tiếp vàng ở kho nào nữa để đến giáp. Thế thì lúc này ông Thái tử Kỳ Đà, ông sợ quá, ông bảo, thế tôi hỏi thật ông mua cái rừng này làm cái gì mà ông gớm ghê phải mua đắt thế. Thế thì ông này bảo, tôi mua để tôi cúng, tôi xây cho Phật cái tinh xá đấy. Đức Phật là người vô cùng tôn quý, tôi đã được gặp Phật một lần rồi. Và bây giờ tôi biết là không ai tôn quý bằng Phật cả. Cho nên có bán hết gia sản của tôi để mua cái rừng này, tôi cũng không tiếc. Thế thì ông Thái tử Kỳ Đà, ông mới bảo là, thế thì thôi, nếu Phật là người quý như vậy thì ông cho tôi chung với ông. Coi như bây giờ là phần đất này, từ giờ đất này là thuộc về ông rồi, là ông cúng. Còn bao nhiêu cây cối, những cái tài sản ở trên mặt đất này là của tôi cúng vào. Tôi không lấy tiền tài sản trên mặt đất. Các con hiểu không? Khi chúng ta mua đất thì nó có đất này và tài sản trên đất. Thế thì những cái tài sản trên đất ấy là của tôi cúng luôn, tôi không tính tiền nữa. Đấy, thì tôi với ông góp chung vào để cúng cho Phật, rồi để cho tôi được gặp Phật với. Đấy, và sau đó thì ông cấp cô độc cũng đã xây được một cái tinh xá, gọi là tinh xá kỳ viên hay là kỳ hoàn, rất là đẹp. Bây giờ cái tinh xá đấy vẫn còn, cái di tích còn, thầy sang đấy, sư phụ sang đấy là còn những cái thành quách các thứ vẫn còn, lầu ốc vẫn còn, nhưng mà nó mất hết mái rồi, nó chỉ còn tường thôi, còn tường, còn đế móng các thứ thôi. Đó, sang đó, đẹp lắm, rất là đẹp. Và các con biết, đấy, ông cấp cô độc là ông như vậy, và cái vườn ấy là như vậy đấy. Và sau đó thì Đức Phật và Tăng chúng đến ở cái tinh xá này rất nhiều năm. Thế đây, câu chuyện này Đức Phật kể lại ở cái vị trí, cái tinh xá kỳ viên này. Câu chuyện bắt đầu tại thành Surya và kết thúc ở xá vệ, nói về trưởng lão Surya, nói về một vị tu sĩ trưởng lão tên là Surya. Khi Đức Phật ngủ tại xá vệ thì ở thành Surya, con của vị trưởng khố tên Surya ngồi trên xe kiệu với một người bạn và bạn thân và đám tùy tùng đông đảo đi ra ngoài thành để đi tắm. Tức là có cái vị trưởng khố tên là Surya, có người con này, tức là ông này rất là giàu có, ông Surya là giàu có. Thì người con trai cùng với các bạn đi lên xe để đi ra ngoài thành đi chơi rồi đi tắm. Trên đường đi họ gặp một tôn giả vị sư tên là Ca Chiên Diên. Ngài Ca Chiên Diên là một đại đệ tử của Phật, các con ạ. Đức Phật thì có 10 đại đệ tử bên Chư Tăng, rất là giỏi, gọi là 10 đại đệ tử, thập đại đệ tử. Thế thì Ngài Ca Chiên Diên này là một trong 10 vị đại đệ tử ấy. Ngài lý luận và bậc nhất, tức là Ngài mà đã lý luận là không ai có thể thắng được Ngài. Lập luận ấy,
Thế là cũng giống như mình hay thi hùng biện ấy, chùa mình trong các khóa tu mùa hè hay thi hùng biện. Ở chùa thì Thầy có cái luận pháp đường để cho chư Tăng xuống đấy tranh luận Phật Pháp ở đấy. Thì Ngài Ca Chiên Diên là một trong 10 đại đệ tử lý luận và bậc nhất, gọi là nghị tranh luận bậc nhất, nghị luận bậc nhất. Đó, rất là giỏi. Ngài này xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn của Ấn Độ, là dòng dõi cao quý nhất của đất nước Ấn Độ. Trong một gia đình như thế và rất giàu có, được học hành rất là đầy đủ. Ngài thông hết cả các cái kinh điển Ấn Độ thời đó, kinh Phệ Đà, Ngài thông suốt hết, lý luận, tướng số thì Ngài lắm được hết, rất giỏi. Nhưng sau đó thì Ngài được cái duyên Ngài gặp Phật và Ngài đi theo Phật tu hành. Ngài chứng quả A-la-hán và trở thành một bậc luận nghị đệ nhất của Phật. Đi đâu là Ngài chiết phục ngoại đạo. Ngoại đạo nó đưa cái lý luận gì ra, Ngài chỉ ngồi một lúc là Ngài bẻ hết và họ phải quy phục theo Phật hết. Đấy, nó hay như vậy đấy, cho nên Ngài Ca Chiên Diên rất đặc biệt. Ngài Ca Chiên Diên này đặc biệt ấy, là có cái làn da rất là tươi sáng, nó sáng và nó cái màu sáng vàng tươi rất là đẹp. Các con ạ, nghe trong kinh nói thế, còn Thầy cũng không biết cái làn da mà nó sáng vàng tươi thì nó như thế nào. Nó đẹp cực kỳ, giống như là mình mà tượng giáp vàng ấy, đẹp lắm, nó sáng ngời lên. Thế thì hôm ấy, Ngài Ca Chiên Diên đắp y đi vào thành phố để khất thực. Trên đường đi là gặp mấy cái người bạn rủ nhau đi tắm đấy, trong đó có con trai của ông trưởng khố Surya. Với cái thân thể vàng óng của trưởng lão Ca Chiên Diên đập vào mắt của Surya. Surya đây là Surya con, kia là còn Surya bố là trưởng khố, khiến cho anh không khỏi buột miệng. Anh này nhìn thấy, vì các con biết các sư Ấn Độ thì không giống như sư phụ ở chùa mình đâu. Các sư Ấn Độ thường người ta đắp y bao giờ làm sao? Hở một cái vai, nghe không? Đắp y bao giờ hở cái vai bên này này. Nha, hở cái vai này này. Đó, cái bờ vai hở. Thế mà Ngài Ca Chiên Diên thì quá đẹp. Cái vai của Ngài nó lại mập mạp, nó đẹp nữa. Vâng. Thế thì cái anh chàng Surya này, này, Surya con này này, ngồi trên xe đi ra ngoài phố cùng với các bạn để đi tắm, nhìn thấy Ngài Ca Chiên Diên ôm bình bát đi khất thực thế này, trời ơi, anh chóa mắt luôn. Anh nhìn thấy anh mới thốt lên này, ôi, phải chi trưởng lão này là vợ của ta nhỉ, hoặc giả vợ ta có được nước da đẹp như thế này nhỉ, nghe không? Anh ngồi trên xe cùng với mấy thằng bạn, nhìn thấy vị sư ôm bình bát đi khất thực, mà cái làn da của Ngài đẹp quá, đẹp quá các con ạ. Ông phải thốt lên, ôi, ước gì mà cái Ngài này là vợ của ta nhỉ, hoặc là vợ của ta có được cái làn da như của Ngài nhỉ, khởi cái tâm như vậy. Các con hiểu không? Thanh niên của chúng ta đây, các con hay thế lắm, đi đường gặp cô nào xinh xinh đấy, ước gì cô là người yêu mình, ước gì cô là vào nhà cạnh nhà mình chẳng hạn. Nhiều cái ước kiểu thế lắm. Thế thì sao? Khi mà anh ấy mới khởi ý nghĩ như vậy các con ạ, thì đây là cái câu chuyện rất lạ các con nhé. Tự nhiên anh biến ngay thành đàn bà. Tức là thầy nói để các con hiểu, tức là cái phần của nam giới của anh nó biến mất, nó rụt vào biến mất đi. Đó, các con nghe thấy chuyện này bao giờ chứ? Thầy xin phép vừa nói vừa uống nước về. Trong nhà Phật thì gọi là cái nam căn hay là cái nữ căn, là hai cái cơ quan để khẳng định về giới tính của chúng ta. Khi cái anh chàng Surya con này này khởi cái ý nghĩ là ước gì cái Ngài Ca Chiên Diên này là vợ của mình nhỉ, hay là vợ của mình có làn da được như Ngài, thì ngay lập tức cái nam căn của anh nó rụt và đi mất, và anh biến thành người nữ luôn. Đó, Thầy nói để các con thấy lạ kỳ không? Thế và cái chuyện này, cái hồi ấy Thầy đọc kinh Phật đến chỗ này thì Thầy nghe Thầy thấy làm gì có chuyện ấy, làm gì có chuyện ấy được. Nhưng sau này cách đây khoảng độ hơn 10 năm thì Thầy có nghe một câu chuyện, hình như ở Đắk Lắk ấy, có một cô là cô giáo về nhà người bạn gái chơi,
làm sao ngủ qua một đêm thì cô biến thành nam giới. Cô mọc ra cái của nam giới, biến thành nam giới. Các con ạ, lạ kỳ rồi đó. Thế hồi ý là cũng là cái chuyện rầm rộ ấy, báo chí lên cách đây mười mấy năm, hơn mười năm chút. Thế hồi ấy sư phụ còn ở trong chùa Lân, biến thành nam giới luôn. Còn chứ không phải là đi phẫu thuật chuyển giới đâu các con ạ. Tự chuyển hóa. Thế sau này ấy, thì khi mà sư phụ tìm hiểu thêm ấy, thì mới biết thật sự đó các con ạ, cái giới tính của con người ấy, nó rất lạ. Nam hay nữ nó không khác nhau gì đâu. Nam nữ nó không khác nhau một chút gì đâu, chỉ khác nhau một tí thôi. Cơ bản là một cái là kéo ra hay là một cái đẩy vào thôi. Nó khác nhau một tí thôi. Thế cho nên bây giờ cái phẫu thuật chuyển giới các con ạ, sư phụ cũng có xem cái clip họ làm cái phẫu thuật chuyển giới, chuyển nam thành nữ, chuyển nữ thành nam. Họ làm được. Chỉ có ví dụ như là nam giới mà thành nữ giới thì nó không có buồng trứng nữa. Nghe không? Còn cơ quan sinh dục nó vẫn có, vẫn làm được, người ta vẫn tạo được. Nữ giới chuyển thành nam họ vẫn khâu thêm vào được, đắp thêm vào được. Đó. Đấy thầy nói, sư phụ nói để các con thấy nó bây giờ khoa học thì làm thế. Nhưng còn cái anh chàng Surya này này là bị quả báo đổi luôn. Đấy. Và trong kinh Phật thì nói cái chuyện mà nam biến thành nữ đã từng có, từng xảy ra. Các con ạ, rất lạ. Tâm anh ấy khởi ý nghĩ như vậy cái lập tức anh rụt mất và biến thành nữ giới. Đó. Các con thấy có kỳ quái không? Kỳ lạ lắm nhá. Cho nên ở đây thầy nói mấy chàng trai hết sức cẩn thận nhá. Ra đường mà gặp sư thầy nào hay sư cô nào đấy, xinh xinh và đẹp đẹp ấy, mà lại khởi ý nghĩ như anh Surya là không khéo về rụt mất đấy. Nghe không? Nguy hiểm. Cẩn thận. Đó. Tất nhiên ở đây thầy nói Ngài Ca Chiên Diên là bậc thánh tăng. Với một bậc thánh tăng thì các con khởi ý nghĩ gì là mình bị cái báo ngay tức thời luôn đấy. Không phải chuyện thường đâu. Đó. Thế thì sau khi mà anh Surya này, anh bị tự nhiên anh thấy mình biến thành con nữ giới, anh sợ quá. Anh ấy nhảy xuống xe, bỏ chạy, không đi chơi cùng các bạn, bỏ luôn và bỏ nhà luôn, không dám về nhà nữa. Các người bạn đi cùng ấy, nhao nhao nói, ô nghĩ chuyện gì xảy ra thế, chuyện gì xảy ra như vậy. Và Surya bỏ chạy thục mạng, không về nhà nữa. Những người bạn chung xe đi tìm anh khắp nơi không thấy. Đấy, mọi người sau khi tắm xong trở về nhà, họ lắp bắp thưa với cha mẹ của Surya là anh đã đi về trước rồi. Nói dối là anh ấy về trước chúng tôi rồi, chúng con rồi, chúng cháu rồi. Đến phiên cha mẹ anh đi tìm khắp nơi cũng không thấy anh. Hai ông bà khóc lóc than vãn, cuối cùng cho là anh đã bị chết, họ liền làm đám tang cho anh ấy. Anh bỏ quê, bỏ xứ sở, đi sang nước khác luôn các con ạ. Nó sợ quá, không hiểu sao. Surya bấy giờ là một phụ nữ gặp một đoàn thương buôn đi về Takasila. Anh bèn xin họ theo xe và xin trưởng đoàn đi cùng, họ đi nhờ cái đoàn này. Trong đoàn, mọi người chú ý đến cô, bây giờ gọi là cô rồi, nghe không? Đó. Và thắc mắc không biết cô là con cái của nhà ai. Cô bảo họ cứ đi xe, còn cô đi bộ theo cũng được. Cô không dám ngồi lên xe cùng mọi người, cô đi bộ theo cả đoàn. Đi hết một đoạn đường dài, cô lo lót cho họ với chiếc nhẫn làm quà để xin một chỗ ngồi trên xe. Đi bộ mệt rồi thì biếu họ một cái nhẫn mà thôi cho tôi ngồi lên xe, tôi đi với. Họ nghĩ đến con trai của một vị trưởng khố ở thành Xá Vệ chưa có vợ. Trong cái đoàn thương buôn này thì bây giờ tự nhiên thấy có một cô gái đi theo mình. Thế mà trông rất xinh, cũng xinh. Thế thì họ nghĩ hay là mình làm mối cho cái cô này cho một con trai mà ông trưởng khố của cái thành phố Xá Vệ này. Nghe không? Thấy cô xinh gái mà không biết đi đâu, đi một mình thế này, mà lại nét mặt nó có cái vẻ gì đấy, hớt hớt hoảng thế này. Đó, mà lại trông lại rất là thanh nhã nữa, con nhà giàu có mà. Đó. Và họ tính chuyện làm mối cho cô, mong được quà cáp hậu hỷ. Thấy cô là trên tay có đầy nhẫn vàng, nghĩ cô này con cái nhà giàu, mà không biết làm sao mà lại bỏ nhà đi thế này.
Thôi mình làm mối cho con giai ông trưởng khố, khi cô sẽ biếu mình cái nhẫn nữa, nghe không? Thấy cô hợp tuổi với mình và lại xinh đẹp, anh ta bằng lòng cưới cô. Tức là con giai của anh trưởng khố, ông trưởng khố cũng đi trên cùng cái xe đấy. Thế thì nghe mọi người mối lái thường tán nhau đấy, các con đấy, thanh niên đi với nhau hay tán tỉnh. Thế bảo, ôi tôi anh này chưa có vợ, chưa có người yêu, hay lấy anh đi, nghe không? Thế thì anh này thì trông thấy cô này thì cũng thích rồi. Đấy, thích rồi. Thế và cô này thì, tức là Surya này thì biết thân phận mình rồi. Đó. Và anh ta đồng ý bằng lòng cưới cô làm vợ. Cô Surya sau đó ở với con trai ông trưởng khố và có thai, sau 10 tháng sinh một bé trai. Đấy, các con đấy, trường hợp của cô này khác với lại cả chúng ta chuyển giới. Cô là do nghiệp chuyển nó biến cho nên cô có thai được nha. Thế còn bây giờ nam giới mà đi phẫu thuật chuyển giới thì không thể có thai được, không thể có chữa được, nghe không? Thế nhưng cô này thì cô có chữa và sinh ra một bé trai. Khi đứa bé chập chững biết đi thì cô lại sinh tiếp một đứa thứ hai, lại đẻ tiếp đứa thứ hai, nghe không? Như thế Surya trước đây khi là cha thì cũng có hai đứa con ở thành Surya. Tức là cái anh chàng này trước đây là bố thì cũng có vợ và có hai đứa con rồi, nghe không? Có hai đứa con trai. Bây giờ là mẹ cũng lại đẻ ra hai đứa con trai. Đó. Nay thì lại là mẹ của hai đứa nữa, sinh ở thành Takasila. Trước đây ở thành Surya, cái thành phố đấy cũng tên là Surya. Bây giờ thì đi sang cái thành phố Takasila. Tất cả là có bốn đứa con. Một hôm, con vị trưởng khố, bạn đồng hành khi xưa của Surya, rời thành Surya với 500 xe đi đến thành Takasila. Tức là mấy cái người bạn ngày xưa đi cùng ấy, đi cùng mà đi tắm cùng đấy, nghe không? Bây giờ họ đi chơi, họ đi từ cái thành Surya đi sang cái thành Takasila này, họ chơi, đi với 500 cỗ xe. Thì lúc đó, cô Surya đứng ở nơi cửa sổ trên lầu cao nhất trong lâu đài của mình, nhìn xuống đường, nhận ra cái anh bạn này. Cái cô Surya, tức là chuyển giới này, đứng ở trên lầu, nhìn xuống thì nhận ra cái anh bạn ngày xưa, anh bạn cũ của mình. Liền sai tỳ nữ mời vào một căn phòng lớn, tiếp đãi kính trọng như thường lệ. Mới sai tỳ nữ xuống gọi, mời cái anh ấy, mời cái đoàn ấy lên trên đây, vào trong nhà này, xin nước. Khách nói với chủ nhà rằng, thưa bà, tôi chưa hề biết bà, nhưng sao bà lại cho người mời và đón tiếp chúng tôi nồng hậu như thế? Bà biết tôi hay sao? Phải không? Cái anh bạn này anh cũng ngạc nhiên, mình đang đi đường tự nhiên lại có người ra mời vào nhà xin nước mà lại đón tiếp rất nồng hậu, không hiểu là lý do gì. Không hiểu lý do gì. Chủ nhà mới nói, phải đấy ông ạ, tôi biết ông rất rõ, ông không còn ở trong thành Surya nữa à? Thế ông này nói, vâng, thưa bà. Và bà chủ nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ vợ con của mình lúc trước. Khách trả lời tất cả đều khỏe mạnh và mới hỏi tiếp. Tức là bà hỏi thăm về bố mẹ của mình, Surya hỏi thăm về bố mẹ của mình, về vợ, về con của mình. Đó. Tất nhiên cái ông này ông sẽ rất ngạc nhiên, cái ông bạn ông sẽ rất ngạc nhiên, sao cái bà này ở thành phố này không quen biết gì mà lại biết rõ về cái nhà kia thế. Thế thì ông này mới hỏi, thế bà biết họ đấy à? Thế thì bà chủ nhà này mới nói, vâng ạ, tôi biết họ rất là rõ ràng. Và này ông, họ có một anh con trai hiện nay không biết ở đâu. Đấy, thế thì cái ông khách ông bảo, thưa bà, gia đình nhà họ có một anh con trai, anh bị mất tích, không biết anh ở đâu, anh chết rồi hay anh ở đâu tôi không biết. Ông này ông hỏi thế. Người khách buồn bã kể lại câu chuyện đau lòng năm xưa. Nghe không? Ông kể lại, hồi hôm ấy tôi đi tắm cùng với ông bạn ấy. Thế giờ không hiểu sao tự nhiên ông vụt cái ông nhảy xuống xe, rồi ông cứ thế ông chạy đi, không biết nữa. Rồi mất tích luôn, rồi ở nhà làm đám tang cho ông rồi. Đó. Thế thì bà chủ nhà bây giờ bà mới nói này, này ông ơi,
chính tôi là anh ấy đấy, chính tôi là cái anh mà mất tích đấy đấy. Thế thì khách người ta sẽ ngỡ ngàng lắm, người ta nói này, thôi đi bà nói gì lạ thế, anh ta là bạn thân của tôi, anh ta đẹp như một thiên thần trẻ trung, là một người đàn ông cơ mà. Nghe không? Thế bà chủ nhà mới nói, ấy thế đó, ông à, nhưng tôi lại chính là anh ta đấy, hoàn toàn đúng sự thật như vậy đấy. Đó. Thì khách ngạc nhiên lắm, thế nào, thế nào? Ông này mới nói, à, bà chủ mới nói, ngày đó ông có nhớ là chúng ta đã trông thấy ngài trưởng lão Ca Chiên Diên hay không? Vâng, tôi nhớ là có gặp ngài. Thì ông chủ nhà, bà chủ nhà nói, bỗng dưng lúc đó tôi lại chợt khởi ý nghĩ rằng giá như trưởng lão mà là vợ của mình, hoặc vợ mình có làn da đẹp như của ngài. Tức khắc tôi nghĩ như vậy, tôi liền biến thành đàn bà. Tôi sợ quá, bỏ chạy một mạch đi đến thành phố này. Ông mới nói thật hết. Thế thì khách mới nói, ồ, thật là tai hại. Tại sao anh không nói với tôi mà anh đã sám hối với ngài trưởng lão ấy chưa? Thế thì chủ nhà, bà chủ nhà nói, chưa ạ, tôi chưa sám hối với ngài. Nhưng ông có biết ngài trưởng lão ấy bây giờ ở đâu không? Thì khách mới nói, ngài ấy đang ở gần đây, ngay trong thành phố này đấy. Bà chủ mới nói, ngài ấy đã đến đây ư? Tôi muốn cúng dường vật thực cho trưởng lão. Khách nói, tốt lắm, hãy chuẩn bị đầy đủ, tôi sẽ thuyết phục trưởng lão tha tội cho anh. Đó. Rồi người bạn ngày xưa của Soria đi đến chỗ trưởng lão Ca Chiên Diên đảnh lễ ngài, cung kính ngồi một bên xin trưởng lão nhận lời cúng dường ngày mai của bà Soria. Ngài đã nhận lời, sáng hôm sau thì ngài đi đến đứng trước cửa nhà bà Soria. Con của trưởng khố dâng ngài chỗ ngồi và những thức ăn chọn lọc. Rồi ông dẫn người đàn bà đến phủ phục dưới chân ngài, kể lại tự sự và xin được tha tội. Tức là người chồng của Soria đấy, dẫn vợ ra quỳ dưới chân ngài Ca Chiên Diên để xin ngài tha tội cho, sám tội, sám hối. Ngài Ca Chiên Diên hoan hỉ, ngài nói, tốt lắm, hãy đứng lên, ta tha thứ cho bà. Nghe không? Ta tha thứ cho bà. Đấy nhé các con, đấy, cái pháp sám hối ở chùa của sư phụ cũng thế, các sư phạm tội hay Phật tử phạm tội đều lên sám hối. Nghe không? Sám hối tức là xin tha tội đó. Ngay khi trưởng lão vừa dứt câu, thì Soria lại lập tức biến thành đàn ông, lại mọc thành đàn ông. Thấy kinh khủng không? Lại biến thành đàn ông. Người chồng cũ của cô liền trấn an, thế này, này bạn thân, bây giờ gọi là bạn rồi, vì bạn đã làm mẹ trong khi tôi là cha của hai đứa bé này. Chúng thật sự là con của cả hai chúng ta. Vậy chúng ta vẫn tiếp tục sống lại tại đây, đừng khó chịu nữa bạn nhé. Nghe không? Các con thấy bây giờ mình mà có cái cô vợ như thế thì thế nào? Và vừa mới làm vợ mình, bây giờ ông lại biến thành đàn ông ấy. Thế làm nào? Rất là phức tạp, đúng không? Phải nói anh chồng này anh cũng rất là bao dung đấy chứ. Nghe không? Chứ những cái người mà trong cái trạng thái đấy thì không hiểu cảm xúc nó thế nào. Rất là lạ kỳ. Nhà anh rất là tha thứ. Anh bảo thôi, bây giờ thì cô đã trở thành đàn ông rồi, thì gì cô cũng là mẹ của hai đứa này, tôi là bố của chúng nó, thôi hai chúng ta cứ ở đây để chăm sóc các con thôi. Đấy, như vậy các con thấy nó rất là lạ. Trên thế giới này có vô số những điều kỳ lạ các con ạ. Đấy, kỳ lạ. Đó. Thế thì Soria mới nói thế này, này bạn, tôi đã trải qua hai lần chuyển hóa trong một đời người. Trước kia tôi là đàn ông, rồi tôi lại biến thành đàn bà, giờ tôi lại trở lại làm đàn ông. Ban đầu tôi là cha của hai đứa bé, mới đây là mẹ của hai đứa nữa. Bây giờ bạn đừng nghĩ rằng sau khi đã trải qua hai lần biến đổi trong một kiếp đời, kiếp người, tôi lại bằng lòng sống ở đời tại gia nữa. Tức là bây giờ anh chàng này không muốn ở tại gia nữa. Tôi sẽ đi tu theo trưởng lão Ca Chiên Diên. Bổn phận của bạn
là nuôi dưỡng hai đứa bé này đừng sao lãng. Bây giờ là anh chàng này, anh bảo tôi ngán quá rồi. Đời tôi thì hết làm bố, lại làm mẹ, rồi lại làm hết làm bố, là làm đàn ông, làm đàn bà, rồi lại lộn lại làm đàn ông ngay trong một kiếp. Nên tôi thấy tôi ngán quá rồi. Tôi không ở tại gia, tôi đi tu theo Ngài Ca Chân Diên đây. Nghe không? Nói xong, Surya ôm hôn hai đứa con vào lòng và trao lại cho người chồng, bước ra khỏi nhà và trở thành tu sĩ theo trưởng lão Ca Chân Diên, xin xuống tóc đi tu luôn. Nghe không? Thì Ngài Ca Chân Diên biết được nhân quả cho Ngài đồng ý cho đi tu luôn. Trưởng lão chấp thuận cho anh vào tăng đoàn, nhận cho anh làm tròn bổn phận, dẫn anh cùng về về thành Xá Vệ và anh trở thành trưởng lão Surya. Đấy, tên bây giờ là trưởng lão Surya. Dân cư ở trong vùng nghe câu chuyện này rất xúc động và xôn xao tò mò đến hỏi trưởng lão Surya có thật như thế không? Họ nghe cái chuyện này họ cũng thấy là chuyện lạ. Thấy không? Các con thấy cái chuyện này thì quá lạ chứ, đúng không? Mình bây giờ mình nghe mình thấy nó khủng khiếp. Bây giờ là có chuyện chuyển giới nhưng mình nghe thế này mình cũng thấy là quá lạ. Thế thì dân họ nghe thấy cái chuyện cái người gì mà lúc thì lại đàn ông, lúc thành đàn bà thế này. Ê, họ lạ quá, họ mới đến. Họ đến họ hỏi, thì họ hỏi là thưa với trưởng lão Surya, có thật là Ngài lúc thành đàn ông, lúc thành đàn bà không? Đấy, thì Ngài bảo đúng thật như thế. Thế rồi họ hỏi, thế tôi hỏi thật Ngài, thế thì Ngài có bốn đứa con, hai đứa con lúc Ngài làm cha và hai đứa con lúc Ngài làm mẹ, thì Ngài lúc Ngài làm cha Ngài thương con hơn hay lúc Ngài làm mẹ Ngài thương con hơn? Nghe không? Đó. Thế thì Ngài nói rất thật. Ngài nói là tôi thương hai đứa lúc tôi làm mẹ hơn. Lúc tôi làm mẹ tôi thương hai đứa hơn. Còn lúc tôi làm cha tôi không thương bằng. Đấy, ở đây để Thầy nói với các bạn nữ giới đấy. Đúng là người mẹ bao giờ cũng thương con. Cái tình nó nặng hơn, các con hiểu không? Các cụ ngày xưa gọi là cha sinh và mẹ dưỡng. Nhưng mà công sinh không bằng công dưỡng. Gọi là cha sinh không tày mẹ dưỡng. Mà người cha cho con cái mầm sống, đúng không? Không có cha thì không có mầm sống cho con. Không có cha, không có con. Gọi là cha cho con cái hạt giống, cái mầm sống. Nhưng mẹ là phải 9 tháng mang thai, cho máu huyết của mình để nuôi con, nuôi thai. Rồi đẻ con ra, các con thấy đau đớn không? Cái tháng này, tháng Vu Lan, Thầy nói một chút về công ơn của người mẹ để các con thấy. Để nam giới phải biết ơn nữ giới, nghe không? 9 tháng mang thai, đẻ con ra là bánh da xẻ thịt ra, rất là đau đớn, máu huyết rầm rề, tổn hao khí huyết vô cùng. Một người phụ nữ khi mà sinh con nó khổ vô cùng luôn đó, đau đớn, đau không cái gì bằng đau đẻ. Sinh con ra rồi phải vắt sữa để nuôi con, bao nhiêu thức ăn mình ấy, biến thành tinh chất thành sữa cho con bú hết để nó lớn. Sữa mẹ là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất mà. Đó. Thế có phải là toàn thân của mẹ vắt ra cho con không? Cho nên ấy, cái tình cảm người mẹ đối với con bao giờ cũng sâu nặng hơn người cha, các con ạ. Đấy, cho nên thường ấy, nói về tình ấy, người ta hay nói tình mẹ nhiều. Bài hát về mẹ nhiều hơn về cha, đúng không con? Đúng không? Hình như mình mới được có cái bài tình cha tương đối nổi tiếng chứ tôi còn những bài về cha ít lắm. Nói công cha nói được ít, nói về mẹ thì vô bờ. Vô số bài hát về mẹ, lòng mẹ này, tình mẹ này, bao la hơn biển thấy mình cái gì thế. Thì cái đấy là cái sự thật. Đấy, cái lễ mà các chùa hay làm cái lễ cài hoa hồng ấy, đúng là cài hoa hồng là nói về mẹ thôi đó. Còn mẹ thì được hoa hồng đỏ, mất mẹ thì cài hoa hồng trắng. Sau này cha là ăn ké một tí thôi. Nghe không? Thì người ta nghĩ là nếu chỉ nói đến mẹ không nói đến cha thì các cha nhiều khi là hơi buồn. Thế cho nên sau thì nói thêm cha, cho đúng cái lễ cài hoa hồng là nói về mẹ. Người mẹ còn thì được cài bông hoa hồng đỏ, mẹ mất thì là cài bông hoa hồng trắng trong cái lễ Vu Lan của một số chùa. Ở chùa Ba Vàng thì sư phụ không tổ chức lễ cài hoa hồng nữa vì thấy mọi người đang hoan hỷ vui vẻ thế này, tự nhiên lại cài hoa hồng trắng với hồng đỏ. Thế là kẻ khóc người cười. Một bên thì bảo là hãy vui sướng đi, nghe không? Ai còn mẹ vui sướng đi. Thế còn bên mất mẹ thì thật là đau khổ và đau đớn. Thế thì nó mất cái không khí chung của đại chúng, nên Thầy bỏ lễ cài hoa hồng, không cài hoa hồng nữa. Đó. Thế thì dân chúng ở đây ta rất tò mò, các con ạ.
Người ta bảo nghe có cái ông sư này ấy, lúc là đàn ông, lúc là đàn bà, phải xem có thật hay không. Họ kéo nhau đến tận nơi họ xem, họ hỏi. Thì ngài này bảo đúng rồi đấy ạ, tôi là ngày xưa tôi là đàn ông. Sau đó tôi lại bị biến thành đàn bà, tôi cũng đẻ con. Rồi từ đàn bà tôi lại biến cái thành đàn ông. Và đây là thật, cho nên là đàn ông bây giờ tôi đi tu. Thế họ lại tò mò họ hỏi thế, hỏi thầy nè. Thế thì thầy có 4 đứa con, lúc thì thầy làm cha, lúc thầy làm mẹ. 4 đứa con này thầy thương đứa con lúc làm cha hơn hay lúc làm mẹ hơn? Thì ông thầy này, thầy Surya, thầy nói thật là tôi nói thật, lúc tôi làm mẹ tôi thương hơn. Đấy, phải cho con bú mớm vài này khác, thương hơn. Nghe không? Đó, ông nói rất thật. Sau đó thì vì trưởng lão bị nhiều người đến hỏi quá, đi đâu người ta cũng tò mò, ta hỏi thì trưởng lão sau ít xuất hiện nữa, rút khỏi đám đông. Khi ngồi một mình, khi thì đứng một mình, sống độc cư như thế, ngài quán chiếu về sự hoại diệt và sau đó ngài chứng quả A-la-hán. Chính do cuộc đời nó thăng trầm như vậy cho nên ngài tu rất tinh tiến các con ạ. Và sau đó một thời gian ngắn ngài chứng quả A-la-hán, tức là đắc quả giải thoát, thánh quả. Và đắc được cả những cái phép thần thông. Kể từ đó có ai hỏi ngài, ngài thương hai đứa trẻ nào hơn, thì ngài trả lời rằng không đặt tình cảm nặng lên đứa nào cả. Nhá. Sau khi ngài chứng quả A-la-hán rồi, vào bậc thánh chứng quả A-la-hán, thì người ta cũng vẫn hỏi ngài. Thế hả? Hỏi ngài bây giờ ngài chứng A-la-hán thì ngài thương đứa con nào hơn? Thì ngài bảo như nhau, không thương đứa nào hơn cả. Đó, các con thấy tâm bây giờ nó khác rồi đấy. Đó. Thế thì các tỳ kheo rồi là các bà con nhân dân nghe thấy ngài nói thế. Ngày xưa trước khi ngài chứng quả A-la-hán thì ngài nói là ngài thương những đứa con khi ngài làm mẹ hơn là lúc ngài làm cha. Còn bây giờ từ khi ngài chứng A-la-hán thì ngài nói là thương như nhau, không khác nhau. Thế thì người ta bảo ngài này nói luyên thuyên, trước sau bất nhất. Người ta lại lên người ta bạch Phật. Ta bạch Phật là ngài Surya này nói tiền hậu bất nhất. Không biết là ngài nói thế nào. Đấy, họ kéo lên họ bạch Phật. Thế Phật mới trả lời thế này: này chư vị, đệ tử của ta không nói dối. Tâm đệ tử của ta hoàn toàn chất trực từ khi ông ta đắc đạo. Không có cha hay mẹ nào có thể mang đến lợi lạc cho mình, mà chỉ có tâm hướng về thiện, hướng về chính đạo mới làm được điều tốt đẹp mà thôi. Đức Phật xác nhận là ngài Surya, ngài nói là đúng sự thật. Bây giờ ngài đắc quả A-la-hán thì ngài thương đồng đều. Các con ạ, đó, khi đã là một bậc thánh thì tâm của ngài không còn thiên vị nữa, không có lệch như thế nào nữa. Đó. Và Đức Phật kết thúc bằng một bài kệ thế này: điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chính làm được, làm được tốt đẹp hơn. Điều mà mẹ cha hay bà con không thể làm được cho chúng ta, các con ạ, không thể làm được, nhưng mà cái tâm của các con hướng đến điều chân chính, những điều chính thiện, nó sẽ làm được những điều và làm tốt đẹp hơn rất nhiều. Đức Phật dạy nhé, chính tâm của chúng ta mới cứu được đời của chúng ta, các con ạ. Tâm hướng thiện của ta là cứu được đời của chúng ta. Thì qua cái bài kinh này, để các con thấy cái gì? Đấy, vườn tâm của chúng ta đấy. Chỉ một cái khởi nghĩ của anh chàng Surya mà nó thay đổi cả thân thể, thay đổi cả giới tính luôn. Các con thấy ghê không? Cho nên trong nhà tướng người ta nói là gì? Tâm gì? Sinh tướng đó. Tâm sinh tướng. Tướng tòng tâm sinh mà tướng lại tùy tâm diệt. Tướng theo tâm mà sinh, mà tướng cũng theo tâm mà diệt. Thế các con thấy không? Anh Surya khi anh mà khởi cái tâm nghĩ ngài Chà Ca Chiên Diên làm vợ mình, thì do cái nghiệp anh khởi cái tâm bất thiện với một vị thánh nhân, cho nên ấy, anh liền bị đổi tướng người luôn, thành tướng nữ. Nghe không? Thành tướng nữ luôn. Bây giờ các con thấy để phẫu thuật một người từ nam giới chuyển thành nữ phải mất bao lâu? Bao nhiêu người vất vả mà đau đớn, phải không? Banh da mổ thịt ra mới thành được
mới chuyển cái tướng, mà chuyển là vẫn là chắp vá, nó không phải là thật được. Còn đây anh này là chuyển một cách thành người đàn bà luôn, người thật luôn. Thì các con mới thấy sức mạnh của tâm nó khủng khiếp thế nào. Đó nha, sức mạnh của tâm nó rất khủng khiếp. Đấy, năng lực của tâm nó rất khủng khiếp. Thế cho nên nhân loại chúng ta nếu mà biết vận dụng năng lực của tâm thì sẽ làm được rất nhiều việc các con ạ. Rất nhiều việc. Đó. Thế rồi khi mà anh ấy đến anh sám hối với Ngài Ca Chiên Diên, là con sám hối Ngài, lạy Ngài. Năm xưa ấy con nhìn thấy Ngài đẹp quá, con này nghĩ Ngài muốn làm vợ con. Con sám hối Ngài, Ngài tha tội cho con. Thì Ngài bảo được, ta đồng ý tha tội cho ngươi. Ngài đồng ý một cái lập tức anh lại trở lại thành thân nam. Nghe không? Nghe con thấy nó chỉ là tâm mà nó chuyển hóa đấy. Thế cho nên chúng ta biết là tâm và tướng nó liên hệ với nhau. Nghe không? Cái tướng chúng ta nó cũng nói về cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta cũng thể hiện ra bằng cái tướng của chúng ta. Nghe không? Thầy lấy một vài cái ví dụ để các con có thể suy ra. Ví dụ, trong Kinh Phật nói cái người hay kiêu mạn, kiêu căng, tự phụ, kiêu mạn, kiếp trước hay khinh rẻ người. Cái tâm hay khinh rẻ người, xem mọi người dưới gì, dưới tầm con mắt của mình, thì kiếp này người ấy sẽ bị cái nghiệp quả. Từ cái tâm ấy sẽ sinh nghiệp quả gì? Lùn thấp. Nghe không? Cho nên ai lùn thấp á, là hay kiêu lắm. Đấy, nhưng mà các con biết người lùn người ta hay giỏi lắm. Cho nên ta gọi là nhất lé nhì lùn. Lùn là thường là cũng anh giỏi mới kiêu. Kiêu thì anh lại xem thường mọi người. Mọi người là dưới tầm con mắt của tôi, cho nên bây giờ anh sẽ bị quả báo lùn dưới mắt của mọi người. Đấy, nhân quả đấy, con thấy tâm nó biến ra không? Nhá, cho nên ai mà bây giờ đang lùn, chiều cao khiêm tốn nha, thì sư phụ khuyên các con phải chăm chỉ lễ Phật để thêm cái tâm tôn kính lên, bớt cái tâm kiêu mạn đi. Nhá, gặp ai mình cũng chắp tay xá chào, chào bạn, chào huynh đệ, ví dụ thế. Và tâm mình thật là khiêm hạ thì dần dần mình sẽ tăng trưởng được chiều cao. Thế còn mình mà giữ nguyên cái tính kiêu mạn, đã lùn rồi lại còn kiêu tiếp nữa thì còn lùn nữa. Nghe không? Nhá. Đấy, thế còn những người người ta kiếp này người ta được cái thân tướng cao đẹp thì là cái người ấy đã tu cái nhân kiếp trước là ít kiêu mạn, thường cung kính, thì kiếp này được thân tướng cao giáo. Nghe không? Đấy là nhân và quả đấy con, mà tâm nó sinh ra đấy. Tâm sinh đấy. Nghe không? Rất là hay. Thế không ạ? Từ tâm nó sinh ra tướng đấy các con ạ. Cho nên sư phụ nói các con là tất cả hình tướng các con là đều do tâm mà sinh. À, đứa nào có cái mụn ruồi ở mép này này là biết rằng nó điểm chỉ với đây là mình tham ăn chẳng hạn. Nghe không? Đấy. Mà cũng hay nói dối chẳng hạn. Đấy là phải biết nè, biết cái nghiệp của mình nhá, để mình chừa, để mình bắt đầu tu, để mình chuyển đi. Không phải đi tẩy lốt ruồi mà hết đâu. Tẩy thì tẩy nhưng mà rồi có thể chỗ đấy nó biến chứng đó. Vì nghiệp của mình chưa hết, nó sẽ thành biến chứng. Vậy các con hãy chịu khó tu, chuyển tâm đi, rồi có khi tự chuyển tâm một ngày nào nốt ruồi nó bay đi mất. Có nhiều người nói với Thầy đấy, nốt ruồi tự nó bay đi mất. Là do tu tâm nó chuyển mà tướng nó phải chuyển. Cái nốt ruồi nó chỉ là cái điểm chỉ đánh dấu thôi. Đánh dấu là cái anh chàng này hay cái cô này là hay nói dối này, hay ăn vụng này, ví dụ thế. Đấy, bây giờ mà tôi tu, tôi bỏ hết cái tâm ấy đi, thì cái nốt ruồi nó bay đi. Nghe không? Đó, sư phụ nói để các con là tâm tu là nó chuyển tướng. Dạ. Người có thể là xấu nhưng mà bắt đầu tu cái tâm mình tốt đấy, các con chịu khó về nghe học pháp sư phụ giảng rồi bắt đầu ứng dụng để mình tu, tự nhiên tâm mình chuyển. Cho nên các con thấy các cô các bác đi chùa đấy, ai đi chùa một thời gian 5-10 năm sau tự nhiên mặt phúc hậu lên, đúng không? Nét mặt hiền hậu lên. Đấy, các sư ở chùa cũng thế. Thầy có những đệ tử lúc đầu đến rất là xấu, mặt trông không ai muốn nhìn, nhưng mà chăm chỉ tu hành 5 năm, 7 năm, nét mặt khác hẳn luôn. Nhìn tướng đổi luôn, nhiều người không nhận ra. Thay tâm là đổi tướng luôn, đẹp hẳn luôn. Nhìn nó hiền hậu, nhìn nó rất là dễ mến. Đó, thế thì các con biết, đấy là phúc tướng nó hiện ra. Do mình tu, nha. Mình tu mình sẽ được. Con trai cũng như con gái. Con trai mà trông thấy mình yểu tướng này, sát tướng này, và trông thấy tướng gọi là ác tướng này, không làm ăn được, người ấy là không khá lên được. Các con phải tu cho chuyển tướng nhá. Bây giờ Thầy nói các doanh nghiệp ta tuyển người ta cũng nhìn tướng đấy, nghe không? Nhìn tướng này, xem cái ông này thế nào, mà ông này nhận vào một thời gian là cơ quan mình lộn tùng bậy hết cả lên.
Ông này nhận vào một thời gian là cơ quan mình còn suy sụp luôn. Không phải không đâu, có đến chuyện đấy các con ạ. Thế cho nên các con phải bắt đầu đấy, khám phá vườn tâm của mình và bắt đầu tu dưỡng cái tâm của mình để mình sẽ có được cái phúc báo, cái phúc tướng tốt đẹp. Nghe không? Đấy, giống như sư phụ nói, như sư phụ chẳng hạn, đi từ lúc chưa đi tu sư phụ cũng thế, ai ta nhìn sư phụ người ta cũng tin tưởng ngay, biết là sư phụ không bao giờ lừa dối họ, họ nhìn họ tin tưởng. Đấy là cái lẽ thật, vì thật là sư phụ như thế, không lừa dối ai, mình sống rất chân thành đó. Thế thì các con cũng phải tu cái để người ta gặp mình, người ta tin tưởng được mình. Nghe không? Tin tưởng được mình thì người ta mới giao phó công việc cho mình đó, đó. Thì mình rồi mình mới có thể thăng tiến được trong công việc, trong nghề nghiệp, đúng không các con? Đấy, đúng không? Nhà, thế thì tất cả chúng ta từ cái bài kinh của anh chàng Surya đổi tướng này, để các con biết tâm sinh là tướng sinh nha, tâm diệt là tướng diệt. Mình mà mất đi cái tâm thiện, một thời gian sau những tướng tốt các con biến mất, biến mất luôn. Đấy, sư phụ có một vài đệ tử khi mà hoàn tục không tu được á, về nhà một thời gian sau nhìn vô cùng xấu, nhìn chán, rất là chán các con ạ. Khi mà còn ở chùa tu hành tướng rất là đẹp, nhìn là mến, về chùa chỉ có 3 năm sau là biến thành một con người khác hẳn, trông gọi là như một con ngạ quỷ luôn. Đấy, để nói các con đấy là lẽ thật đấy. Thế nhưng các con phải nhớ tất cả tùy ở tâm mình hết, xấu đẹp ở tâm mình, sướng khổ ở tâm mình mà ra. Đó, thì ngài Surya ngài ngộ được cái lẽ này, thôi cuộc đời thế đủ rồi, đi xuất gia để tu tâm mình cho nó trọn vẹn, và ngài đắc được quả giác ngộ giải thoát, thấy được tất cả mọi chuyện đó. Thì sư phụ mong mỏi tất cả các con nhé, cái lộ trình về khám phá vườn tâm này, tất cả con sẽ tìm hiểu về tâm, rất tất cả những câu chuyện, những bài kinh Phật dạy sư phụ truyền lại cho con đều để nói về tâm đấy, và các con mới hiểu tâm nó thế nào. Nghe? Cho nên các con khi vào chùa này, đối trước tượng Phật hay đối trước chư tăng, không được khởi bất thiện tâm. Nghe? Mình khởi là mình phải sám hối ngay. Nghe? Khởi ngay phải sám hối ngay. Nghe? Ví dụ nhìn thấy, ví dụ một đại đức sư ông nào chùa mình ấy, đẹp trai, ui giời, thầy đẹp trai, ước gì mà là người yêu mình nhỉ, chết đấy. Nghe không? Đó, phải sám hối ngay, phải đến bạch với bạch sư phụ, con sám hối lấy, con khởi cái nghĩ, con nhìn thấy sư ông ấy đẹp trai, con sám hối. Ngày xưa sư phụ ở trong thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, sư phụ có một sư đệ tức là sư em của sư phụ đấy, rất đẹp trai, đấy, đẹp trai lắm, cũng giống như người mẫu á. Nghe? Thế là rất nhiều Phật tử nữ rồi thiếu nữ đến chùa lễ, là chủ yếu là đến để xem thầy thế nào. Người ta đồn lên bảo thiền viện Trúc Lâm Yên Tử có sư thầy đẹp trai lắm. Thế là kéo nhau rất nhiều. Mà đến có phải là lễ Phật là chính đâu. Đi lễ Phật là lấy cớ để đến ngắm thầy thôi. À, giống như là thị màu ấy, nghe không? Đó. Thế mà rất may ấy, sư phụ hồi ở trong chùa Lân ở thiền viện ấy, có bà sư cụ già, cụ 90 tuổi rồi, cụ này ghê lắm. Ai mà cứ mắt xanh mắt đỏ đến chùa mà gần mấy sư trẻ là cụ chống gậy cụ ra. Cụ nói luôn, mày đến mày tán sư đấy à? Nghe không? Đi về. Ra cụ chửi, cụ đuổi luôn về. Mà cụ làm coi như mất mặt luôn đấy. Đấy. Ê mà các thầy phải rất cảm ơn cụ ấy, nhờ cụ ấy mà các thầy giữ được mình đấy. Nghe không? Nhờ cụ mà giữ được mình đấy. Chứ không là chết đấy. Đấy, các con biết đấy. Khó lắm đấy chứ. Trong các cái cám dỗ, các con biết là cám dỗ về sắc là khó nhất đấy. Khó nhất đấy. À, trên bước đường tu, cái cám dỗ về sắc, về tình sắc, sắc dục này, này là khó nhất đấy. Đó. Cho nên đối với các thầy đi xuất gia rất là quan trọng cái giới này. Rất nghiêm khắc. Đó, nghe không? Không phải chuyện đơn giản đâu. Giữ được cái tâm mình vô cùng khó. Vô cùng khó. Đấy, thì sư phụ kể để các con nghe câu chuyện này nha. Thì qua cái bài kinh vừa làm mẹ vừa làm cha này, thứ nhất ý, để các con thấy thế giới này có rất nhiều điều kỳ diệu. Chúng ta có thể biến đổi như vậy đấy. Từ thân tướng người nam biến thành người nữ luôn. Biến một cách triệt để luôn, chứ không phải chỉ đi phẫu thuật chuyển giới đâu. Biến luôn. Nếu mà mình có cái nghiệp ấy, mình bị chuyển giới.
Thứ hai, đối với các bậc thánh nhân và kể cả những bậc tu hành, chúng ta khởi tâm bất thiện, chúng ta bị quả báo rất nặng. Các con hiểu chưa? Đấy, ví dụ bây giờ các con gặp sư mà các con chửi này, vào các con nói xấu các sư này, mình bị quả báo nặng lắm. Nghe không? À, nhất là lại nói phải đúng về cái bậc thầy mà là thánh tăng, là mình bị như ca chưa, như là Surya ngay. Nghe không? Các con mà không khởi tâm như Surya, nhưng con chỉ chửi bậy các thầy là mình bị quả báo. Có khi ngay hôm ấy mình đi, mình bị một cái gì đấy không tốt luôn. Nghe không? Mất, có khi hôm ấy bị mất việc luôn cũng có. Đó. Thế sư phụ kể để các con nghe câu chuyện. Có cái ông vua này, ông rất cung kính một vị hòa thượng. Nghe không? Cực kỳ cung kính. Ông thường đến thăm cái chùa của hòa thượng này để tham vấn hòa thượng chỉ dạy. Hòa thượng dạy cho ông rất nhiều điều. Hòa thượng giống một vị quốc sư đấy, nhưng ngài không làm quốc sư. Thế thì mấy vị cận thần một thời gian dài thấy vua của mình rất cung kính hòa thượng này, cả ông ghét.